Kính thưa quý vị, Nam Minh Nhất Manning cho biết ông là người đàn bà và muốn sinh sống như người đàn bà. Tin từ Fort Meade. Một hình ảnh Minh Nhất Bradley Manning mặc quần áo phụ nữ đã được nhóm luật sư biện hộ cho ông tung vào tuần trước để dùng biện hộ cho việc ông bị bệnh tâm thần. Ngoài ra, luật sư biện hộ cho ông Manning còn cho rằng Bộ binh Hoa Kỳ đã không chú tâm vào chứng bệnh của ông. Trong ngày 21 tháng 8 năm 2013, ông Manning đã công bố ông muốn sống như một người phụ nữ với tên Chelsea chứ không phải là Bradley. Qua chương trình Today của đài truyền hình NBC, ông Manning công bố trong giai đoạn mới của cuộc đời, ông muốn sống như một người phụ nữ với cái tên là Chelsea Manning và muốn bắt đầu thay đổi chất hormone ngay lập tức. Ông Manning còn kêu gọi bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, mọi người nên kêu ông bằng tên Chelsea và dùng các đại từ nữ tính để nói về ông. Ngoài Minh Nhất 25 tuổi bị tòa án quân sự phán 35 năm tù giam vì đã công bố hàng trăm ngàn văn kiện tài liệu bí mật. Người Minh Nhất 25 tuổi bị tòa án quân sự phán 35 năm tù giam vì đã công bố hàng trăm ngàn văn kiện tài liệu bí mật. Theo người luật sư biện hộ cho ông Manning, thì ông Manning sẽ được ân xá trong nay mai.